Mình tên là Tùng, thì năm nay mình 32 tuổi, còn đây là vợ mình tên là Thảo. Hai vợ chồng mình đang sinh sống ở trên tầng 30 của khu đô thị. Trong không gian nhà mình có một cái vị trí rất đặc biệt, đấy là cái vườn sen được thiết kế ở ngay ngoài ban công ra hướng view ra phía bên ngoài. Cái khu vườn mình nó cũng khá là rộng, khoảng tầm 100m², vì hồ sen nó chiếm khoảng tầm 5m², mình thiết kế dọc theo cái phòng làm việc. Lần đầu tiên em thấy vườn sen của chồng là vào hè năm ngoái. Khi mà lên đây thì em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là em chưa khi nào mà tức là đến một cái căn chung cư hay là một căn penthouse nào mà em nhìn thấy có một vườn sen như thế. Em rất là ấn tượng. Em cảm thấy anh là người có rất là khiếu nghệ thuật và có gu, thì nó cũng quyết định một phần khá quan trọng đối với tình cảm của hai người ạ. Cái vườn sen nếu mà mọi người ở nhà dưới mặt đất thì nó rất là dễ dàng, nhưng mà ở trên tầng cao như này thì thực sự là cũng khá nhiều công sức. Nhất là cái đất mình chuyển lên thì mình sẽ phải thuê người cho vào những cái bao tải để mình chuyển lên. Còn về phần thiết kế thì mình phải bàn với cả kỹ sư rất là kỹ, thì chọn cái góc nào có nắng, những cái phần thoát nước và thiết kế chống thấm thì mình cũng phải tính toán rất là kỹ. Cảm giác đầu tiên của mình khi nó bắt đầu ra hoa thì mình rất hồi hộp, tại vì mình chưa bao giờ trồng thì mình không biết là nó có ra hoa hay không. Khi nó ra hoa đầu tiên thì mình cực kỳ ngạc nhiên và khá là tâm đắc với cả những cái thành quả của mình trồng. Trước đây thì mình tìm hiểu rất là nhiều loại sen, thì xong dần dần thì mình sẽ chọn một những cái loại nào mà nó sai hoa và nó có thể bền hoa mà ra hoa rất là đều. Thì có những cái loại sen truyền thống Việt Nam như sen Quan Âm hay là sen Hoàng Yến, thì gần đây mình có thể nhập thêm một cái số giống mới về tên là Pagoda. Những cái loại sen này nó có đặc biệt, nó có thể đổi màu được, mới nở thì nó có thể màu hồng, sau này thì nó sẽ ra màu trắng. Sen sinh trưởng tự nhiên thì nó rất là mạnh, thì gần như không phải chăm sóc nhiều, chỉ chăm sóc duy nhất cái lúc mình trồng củ xuống thôi. Đến cái quá trình ra hoa thì gần như là không phải chăm sóc gì, chỉ cần cắt tỉa là được. Thì mùa đông thường ở miền Bắc thì sen nó sẽ lụi tàn, thì mình sẽ phải cắt bỏ hết toàn bộ lá và dọn hết vườn đi. Thì lúc đấy thì mình cũng sẽ phải bỏ một ít thời gian, 1-2 ngày gì đấy để vệ sinh cho sạch sẽ. Buổi sáng bình minh ạ, lên nhà mở cửa ra, ngửi mùi hương là mình cảm thấy là một không gian rất là tuyệt vời ạ. Cuộc sống em cảm thấy là tích cực hơn, và tức là mỗi lần nhìn thấy vườn sen thì mình cảm thấy là có rất là nhiều năng lượng cho một ngày mới. Khi mình trồng thì cái tính cách của mình và phong thái của mình cũng thay đổi theo ấy ạ. Bởi vì sen là mang một thiên hướng là tĩnh lặng, bình yên, và từ đấy thì em cũng thấy chồng của mình có phong cách tương tự như thế ạ. Em là thích kiểu chụp, còn chồng em thích chụp ảnh, thì hai người có chung một cái sở thích và chung một cái đam mê, thì sẽ có những câu chuyện liên quan đến vườn sen chẳng hạn, thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, tình cảm gia đình thì cũng gắn kết hơn. Khi mình ở trên thành phố mà mình vẫn mang được một chút quê hương về, cái không gian mở, hòa mình với cả thiên nhiên. Hai nữa là khi mình thời gian chăm sóc thì gần như là những bận rộn thì mình sẽ bỏ qua một bên, thì đem lại cái cuộc sống cân bằng.